Mến chào cô bác anh chị em ha. Hôm nay tiệm máy thanh xe của em mới vừa làm xong bộ vỏ 9.2 lái máy 6. 9.2 lái máy 6 ha. Được đặt vô cái máy Isuzu 4KH1 lòng 95 ha. Hộp số tua đồng tua này mình đang căn chỉnh, đang chuẩn bị giao về Bà Rịa Vũng Tàu cô bác anh chị em. Số tua đồng tua ha, để mình test cho anh em tham khảo cái tốc độ của em nó thế nào, thì cũng khá là đạt nha anh em. Đây là lắp 4K1. Đang trong giai đoạn căn chỉnh, căn chỉnh xong mình giao về cho một ông anh tại Bà Rịa Vũng Tàu, để ông anh này cũng chạy đò. Số tua đồng tua bên mình cái nhận lắp đặt thì giao hàng tận nơi luôn nha cô bác anh chị, giao hàng tận nơi nha. Lấy cơ số này. Để mình test cho anh em tham khảo. Yeah.